Hello anh em, XSCP đã quay trở lại rồi đây. Chắc hẳn không ít anh em ở đây là fan của phim kinh dị phải không nhỉ? Một nội dung vô cùng hot và đáng sợ của vòng phim này chính là ma gương. Sẽ thế nào khi anh em xoay gương trong nhà tắm, không thấy chính bản thân mình mà lại chỉ thấy một cảnh giết người rùng rợn? Mí, sợ vãi chưởng anh em ạ. Đừng tắt video giữa chừng và cùng XSCP khám phá bí ẩn với chiếc gương này nha anh em. Let's go! Nếu anh em nào từng thấy những hiện tượng như mình đã kể, thì rất có thể anh em đã gặp SCP-987 rồi đấy. SCP-987 được phân loại là Euclid, là một tập hợp các tấm gương có nhiều kích cỡ và loại khác nhau, được đánh số từ SCP-987-A đến SCP-987-M và một thực thể dị thường được gọi là SCP-987-1. Tài liệu của tổ chức không ghi rõ số lượng của các tấm gương, tuy nhiên theo logic và suy đoán của mình, thì tổ chức đánh số lần lượt theo bảng chữ cái tiếng Anh, có nghĩa là có 13 chiếc gương anh em ạ. Phần lớn trong số đó là tủ thuốc, những chiếc còn lại là gương treo tường với nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau. Tấm lớn nhất có kích thước xấp xỉ 1x1,5m. Dựa theo kiểu dáng và cấu tạo của từng chiếc thì tổ chức phỏng đoán chúng được sản xuất trong khoảng từ năm 1400 đến năm 1990. Khi nhìn trực diện, bề mặt của những chiếc gương không phản chiếu hình ảnh của căn phòng mà chúng hiện đang ở, mà cho thấy một cảnh khác, đó chính là vị trí trước đó của chúng. Mỗi hình ảnh phản chiếu đều cho thấy cảnh một chủ thể là con người bị chết một cách bạo lực, thường là trong phòng tắm. Các hình ảnh không tĩnh mà chạy liên tục như một vòng lặp kéo dài từ 48 giây đến hơn 4 phút. Nếu được xem trong hai chu kỳ đầy đủ, nghĩa là khi bạn đủ cứng, cứ ngồi đó và xem đi xem lại hình ảnh, thì hình ảnh sẽ thay đổi và bạn sẽ nhận ra các đối tượng như thể đang nhìn bạn qua một cái cửa sổ và cầu xin sự giúp đỡ từ bạn. Hung thủ đôi khi cũng tương tác với người xem bằng cách thực hiện các cử chỉ thù địch hoặc viết lên bề mặt gương. Sợ vãi chưởng anh em ạ. Vị trí ban đầu của SCP-987-C, K và M đã được xác định và là chứng cứ xác nhận lý thuyết nói trên. SCP-987-C chiếu cảnh trong phòng tắm của một ngôi nhà cao cấp vào năm 1968. Trong đó một người đàn ông 62 tuổi được giấu tên bị trói và quỳ trên sàn nhà tắm. Sau đó một phụ nữ trẻ châu Á mặc trang phục phù hợp với gái làng chơi thời bấy giờ bước vào. Cô ta dìm nạn nhân xuống nước. Nạn nhân kiệt sức do ngạt nước và chết ngay sau đó. Trong lần thứ ba cảnh này được lặp lại, cô ta dừng lại chiếc gương để tô lại son và đặt dấu hôn lên kính trong khi nhìn thẳng vào người xem. Còn với SCP-987-K thì lại chiếu cảnh hành lang của một ngôi nhà tại Maine, New England. Một người đàn ông 34 tuổi đang đứng trên một chiếc thang và lắp đặt một chiếc đèn chùm. Bỗng nhiên anh ta mất thăng bằng và bị vướng vào đèn chiếu sáng, kéo một đoạn dây điện từ trần nhà xuống. Việc đó khiến anh ta bị điện giật, đồng thời cổ anh ta cũng bị siết lại bằng dây điện. Đúng là mắc nhọn anh em ạ. Trong lần thứ ba của mỗi chu kỳ phát, đối tượng thể hiện nhiều mức độ sợ hãi khác nhau khi bắt đầu công việc. Sự việc diễn biến ngày càng khủng khiếp hơn và xuất hiện thêm việc vợ anh ta phát hiện ra đối tượng đang hấp hối. Điều kỳ lạ là chiếc gương bị mất tích trong nhà khi vụ việc được phát hiện. Nó tự xuất hiện tại điểm nghiên cứu 14 vào khoảng thời gian đối tượng tử vong. SCP-987-1 đã biến mất ít nhất 15 phút trước khi bắt đầu các sự kiện được mô tả trong SCP-987-K. Rõ ràng là chúng có mối liên kết nào đó. Mình sẽ phân tích kỹ hơn ở đoạn sau nha. Tiếp đó là SCP-987-M. Cảnh trên tấm gương diễn ra trong một khách sạn ở New York vào năm 1978. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 20 tuổi. Cô ta đang tỏ ra rất sợ hãi và cố gắng chạy ra khỏi phòng khi bị một nam thanh niên mặc áo khoác denim chưa rõ danh tính tiến lại gần. Anh ta đã đâm nạn nhân một nhát vào bụng rồi bỏ trốn. Nạn nhân ngã xuống sàn và nhanh chóng tử vong do vết thương. Trong chu kỳ thứ ba, nạn nhân rõ ràng là say xỉn và cố gắng giao tiếp với người xem trước khi hung thủ đột nhập. Thực thể SCP-987-1 thường được nhân sự của tổ chức gọi là người quản lý, vì thực thể này có thể nhận biết bất kỳ ai đi vào khu vực quản thúc của nó và duy trì khoảng cách với họ ít nhất là 3 mét. Tuy nhiên, nó sẽ phản ứng mạnh mẽ, thậm chí là sát hại với những ai tác động đến các tấm gương trên theo bất kỳ cách nào, ngoại trừ việc làm sạch sẽ chúng cẩn thận. Thực thể SCP-987-1 là một khu vực dài 0,5 mét, rộng 0,5 mét và cao 2 mét, di chuyển trên bề mặt đất, không thể quan sát nó bằng mắt thường mà chỉ có thể phát hiện trực tiếp bằng camera nhiệt. Nó thu nhiệt lượng của mọi vật thể xung quanh bán kính từ 1 đến 2 mét. Các vật thể cách nó ở khoảng cách xa hơn 2 mét thì không bị mất nhiệt. Ngoài ra, nó cũng có khả năng điều khiển các vật thể có khối lượng lên đến 150 kg ở khoảng cách xa tới 8 mét. Nghe mô tả thì nó như kiểu một thực thể vô hình hoặc một con ma có siêu năng lực vậy. SCP-987-1 thi thoảng biến mất và không thể phát hiện được trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 1,5 giờ theo chu kỳ và không có bất kỳ ghi nhận nào về hoạt động bất thường trong thời gian này. Trong thời gian bị quản thúc tại tổ chức, nó đã biến mất 5 lần và khi nó xuất hiện trở lại, đồng thời lại xuất hiện thêm một tấm gương mới trong phòng quản thúc. Như vậy rõ ràng những câu chuyện trong gương đều có liên quan trực tiếp với SCP-987-1. Có lẽ nó có thể thông qua gương mà di chuyển đến nơi những nạn nhân mà nó lựa chọn và ám lên họ hoặc những người xung quanh.
hoặc đơn giản là nó quan sát được mọi thứ phản chiếu trong các tấm gương và lựa chọn những tấm gương phản chiếu lại câu chuyện nó thích nhất để mang về khu quản thúc. Trong một số trường hợp, những tấm gương được thu thập rất lâu sau vụ bạo lực và thảm họa, thậm chí hàng chục năm sau đó. Lần bổ sung mới nhất, SCP-987-M xuất hiện vào năm 2010, nghĩa là sau 32 năm sau sự kiện bạo lực mà nó ghi lại, khi buồng quản thúc không có người, SCP-987-1 di chuyển một cách không có quy luật, thường dừng lại trước các gương khác nhau trong tối đa 30 phút mỗi chiếc, như thể đang xem lại các sự kiện kinh hoàng trong đó vậy. SCP-987 hiện đang được đặt tại điểm nghiên cứu 14 trong một phòng quản thúc bê tông cốt thép kín gió, kích thước rộng 5m, dài 12m, cao 3m, được bao bọc trong lồng Faraday. Dành cho anh em nào chưa biết, lồng Faraday là một dạng buồng cách ly điện tử, phòng chắn từ, hay thậm chí đơn giản hơn có thể hiểu nó là một thùng chứa đặc biệt có khả năng ngăn chặn tín hiệu điện hoặc sóng truyền qua nó. Nó hoạt động bằng cách chồng chéo những lớp dẫn điện kết hợp lớp không dẫn điện. Điều này tạo ra một rào cản với tất cả vật thể ở bên trong và bảo vệ chúng khỏi ảnh hưởng của bức xạ. Tuy nhiên, rõ ràng chiếc lồng này không thể ngăn cản SCP-987-1 biến mất và xuất hiện trở lại sau sở thích của nó. Theo suy đoán của tổ chức, sự hiện diện của tập hợp các tấm gương SCP-987-A đến SCP-987-M mới là yếu tố chính trong việc quản thúc cũng như giữ chân SCP-987-1 tại khu vực quản thúc. Vì vậy, việc phá hủy các tấm gương bị cấm cũng như bất kỳ thử nghiệm nào được suy đoán có thể phá vỡ các mẫu hành vi của SCP-987-1 đều phải được giám đốc địa điểm phê duyệt. Trong phòng quản thúc, ánh sáng liên tục được cung cấp bởi các bóng đèn trên trần nhà. Quyền truy cập bị hạn chế đối với nhân viên cấp 2 hoặc nhân viên cấp D, trừ phi được nhân viên cấp 3 chỉ định. Buồng quản thúc phải được giám sát liên tục từ xa bằng máy ảnh nhiệt và máy ảnh tiêu chuẩn. Trong trường hợp không thể phát hiện SCP-987-1 bằng hình ảnh nhiệt, giám đốc địa điểm và trưởng bộ phận an ninh phải được thông báo ngay. Mặc dù khả năng SCP-987-1 đã rời khỏi buồng, cảnh báo vi phạm quản thúc sẽ không được phát ra bởi nhân viên làm nhiệm vụ, trừ khi được giám đốc khu vực hoặc trưởng bộ phận an ninh cho phép rõ ràng. Trong thời gian này, tổ chức vẫn đang cố gắng tìm cách sử dụng các công nghệ mới để quản thúc và ngăn chặn SCP-987-1 biến mất. Theo anh em thì làm thế nào để quản thúc SCP này? Anh em có đồng ý với suy luận của mình hay không? Hãy để lại ý kiến của mình phía bên dưới phần bình luận để anh em cùng trao đổi và bàn luận nhé. Nếu yêu quý thì hãy cho SCP một like và đừng quên subscribe để SCP đạt được nút kim cương nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây là SCP, nơi anh em cùng chia sẻ đam mê. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.